muốn mày thì đấy được không? Chào các bạn, tham gia đề xuất của mình nhé. Em bạn muốn mắt được
đúng không? U2 đầu của những các thể mở là thì ví dụ U2 thì chúng tôi môn thì tôi cũng bây giờ là tính số học đây của quận này, tức là tính số học đây là mạnh N2 bằng bao nhiêu, đúng không? Tính số học đây là 2. Thế thì trong cái bài này thì các em hiểu là cái lõi sắt ở trong cái máy tính thế thì cái vai trò nó là gì? Thế bây giờ em có thể thay cái khung sắt này bằng cái khung bằng gỗ hay bằng bằng nhựa được không? À, theo các em thì cái như vậy em cứ tạo từ máy tính thế nhá. Máy tính thế thì cấu tạo đơn giản nó gồm cái khung này thì nó được ghép từ các lát hết, đúng không? Thế thì trên cái khung này thì ta cuốn hai cuộn dây có số vòng lần lượt là N1 và N2, ta gọi một cuộn là sơn cấp và một cuộn là gì ạ? Sơn cấp. Thế thì theo các bạn thì bây giờ thì có thể thay cái khung này bằng cái khung bằng gỗ hay bằng bằng sắt à bằng gỗ hay là bằng nhựa được không? Mà phải bắt buộc là bằng gì ạ? Bằng thép. Cái khung này là người ta làm bằng thép. Ở đây như vậy là các bạn nhớ là cái khung này của ta nó mang tính chất là nó sẽ dẫn cái từ trường biến thiên từ quận sơn cấp sang cái quận sơn cấp này, đúng không? Cho nên là cái này ta phải làm cái khung này bằng kim loại và cụ thể là ta làm bằng thép là tốt nhất này. Ở đây các bạn nhớ nhá, như vậy là cái từ thông biến thiên này, nhìn này, cái từ thông biến thiên ở quận sơn cấp này, cái từ thông biến thiên ở quận sơn cấp này và cái từ thông biến thiên ở quận sơn cấp này như nhau, bởi vì hai quận này nó đặt ở gần gần nhau, đúng không? Nó đặt ở gần nhau và nó được dẫn qua. Như vậy bây giờ các bạn thấy đấy, cái từ thông này là từ thông biến thiên hay không biến thiên? Biến thiên, và ở đây là biến thiên điều hòa, đúng không? Từ thông này là từ thông biến thiên tuần hoàn trong thời gian này. Thế thì bây giờ các bạn suy ra thầy là cái xuất hiện động cảm ứng xuất hiện ở trong mỗi vòng là F0. Nếu như ở lớp 11 em học là F0 thì bằng độ biến thiên được từ thông chia thì là thời gian. Thì bây giờ khi ta lấy cái thằng delta t thì dần về không thì cái thằng F0 này thì sẽ bằng là đạo hàm của từ nhập của từ thông theo thời gian t, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ có là cái biểu thức này, ta sẽ có là cái biểu thức xuất hiện động cảm ứng trong mỗi vòng này, cảm ứng xuất hiện ở trong mỗi vòng, trong mỗi vòng nữa là trong mấy ạ? Một vòng. Một vòng ở đây thì của quận sơn cấp này, quận sơn cấp này với nhau nhá, thì em sẽ có là F0 này nó sẽ là bằng trừ của phi phẩy, có đạo hàm với thằng này theo thời gian không? Có u đạo hàm thì bằng trừ u phẩy sin u, nhưng mà nhớ là có dấu trừ trước bên đây nó sẽ mất dấu trừ đi. Nó sẽ là bằng u phẩy này là bao nhiêu ạ? 100 pi này, đúng không? Nhưng mà nhớ là thằng này đang là mmv này, đúng không? Thế nên nếu mà cái thằng này em đổi ra chuẩn thì nó sẽ là 0.9 nhân 10 u trừ mấy trừ 3 nhân gì nhỉ, nhân cos của bao nhiêu ạ? 100 pi t, đơn vị chuẩn của nó là v. Như vậy các em đạo hàm này lên này, u phẩy là 100 pi này nhân với 0.9 nhân với 10 u trừ mấy trừ 3 nhân với lại sin một gì nhỉ, 100 pi t này, đúng chưa? Thế thì bây giờ ta sẽ suy ra được là cái xuất hiện động cực này, cái xuất hiện động cực đại suy ra đây là cái xuất hiện động cực đại của thằng này F0 của mấy ạ? Có phải cả cái thằng này là xuất hiện động cực đại không? Đúng không? Như vậy cái thằng này là 100 là 10^-2 này, với 10^-3 là 10^-1. Như vậy thằng này nó sẽ là xuất hiện động cực đại là 0.09 pi vôn. Thế thì em muốn biết là cái xuất hiện động cực đại của thằng này không ạ? E thì bằng là F0 trên căn mấy? Căn 2, đúng không? Tức là cái thằng này nó sẽ là 0.09 pi trên căn 2 vôn, đúng không? 0.09 pi trên căn 2 vôn. Đây các bạn nhớ là đây là một vòng nhé, đây là xuất hiện động, như vậy đây là xuất hiện động của một vòng, của mỗi vòng, và xuất hiện động của một vòng là như nào? Thế thì bây giờ em sẽ tính được này, em sẽ tính được là cái xuất hiện động của quận thứ cấp này, xuất hiện động hiệu dụng của quận thứ cấp. Bây giờ đây là xuất hiện động hiệu dụng của một vòng này, thì xuất hiện động hiệu dụng của quận thứ cấp thì ví dụ là E2 thì nó sẽ là bằng số vòng dây này nhân gì nhỉ,
số điện động của mối cuối vòng, đúng không? Số điện động của mối vòng. Nhưng mà cái thằng này của ta nó sẽ là bằng n 2 nhân với 0.09 pi trên căn bay, căn hai, đúng không? 0.09 pi trên căn hai. Ở đây các bạn cứ nhớ thầy là khi mà ta bỏ qua cái điện trở của cuộn, đúng không? Thì cái điện trở của các cái cuộn dây này nó bằng không. Điện trở của các cái cuộn dây không nói hoặc là nói thì nó bằng không cả. Cho nên là cái hiệu điện thế hiệu dụng là hai đầu của chữ chữ cấp này nó sẽ đúng bằng cái số điện động E2, đúng không? Đấy, bình thường của ta là E2 trong một đợt ôm cái bảng ảnh thì nó sẽ là bằng U2 cộng với lại I2R. Nhưng mà trong những bài này thì thông thường là cuộn dây người ta cho điện trở bằng không hoặc không nói. Thì như vậy em đã lấy là cái số điện động được dụng ở mỗi cuộn thì nó bằng cái hiệu dụng hai đầu của cuộn đó luôn, đúng không? Và bài này người ta cho là U hiệu dụng ở hai đầu của cuộn rất là bao nhiêu ôm nha? 4, có phải 40 không? 40 này. E2 thì em sẽ thay là bằng N2 này nhân với 0.09 pi trên căn mấy, căn hai. Đó vấn đề ra xem là bao nhiêu quả kính này ra xem là bao nhiêu. Thấm để xem nó là bao nhiêu phần? 200 200 sắp xỉ. Các bạn nhớ nhé, cho đường thông và quận sơ cấp nó cũng là cái đường thông biến điện là quận sơ cấp, đúng không? Để cho em quay 200 màu ạ. Ta cho không 18 nha. Xem đồng hề không 18 đi. Một người đọc sang không 18. Không 18 như là cái câu muốn nãy thì đang mới dở. Bây giờ em mà muốn làm cái máy thiết kế thì em chỉ cần cuốn các cái cuộn dây thì cái khung thép là được. Thì khi em cuốn thì mỗi một cái cuộn nó sẽ gồm rất là nhiều vòng, đúng không? Bây giờ giả dụ như bây giờ dự định của em cuốn chẳng hạn như 1.000 vòng. Nhưng bây giờ khi em đang cuốn thì không may là em sơ xuất em đánh thiếu, cuốn thiếu bây giờ gỡ ra cuốn lại thì mất thời gian. Cho nên trong cái bài này nó sẽ giúp ta làm một cái thí nghiệm mà để ta tính được số vòng cuốn thiếu, đúng không? Và sau đó ta cuốn tiếp. Thế thì để làm được bài này thì nhắc lại cho các bạn là phần này nó đơn giản thôi. Những ai mà chọn hôm trước thì nhớ lại nhìn lại công thức này, ta có cái công thức của máy như thế, đúng không? Công thức máy như thế tức là công thức thì cho ta biết mối liên hệ giữa điện áp ở hai đầu đưa vào này, điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, cũng như là số vòng dây ở trên hai cuộn của máy, đúng không? Ở đây như vậy là U1 là cái điện áp đưa vào để biến đổi, đúng không? U2 là điện áp lấy ra của máy, còn N1 là số vòng dây cuộn, gọi là cuộn gì nhỉ? Sơ cấp. Còn N2 là số vòng dây cuộn gì? Sơ cấp, đúng không? Đấy, thế thì câu này ta sẽ sử dụng máy như thế nhé. Câu 18 này. Đây, mọi người để ý câu 18. Câu 18 là một học sinh cuốn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp thì gấp mấy lần số vòng dây của thứ cấp ạ? Gấp đôi, đúng không? Như vậy máy này là máy tăng áp hay hạ áp? Số vòng dây cuộn sơ cấp, đây mọi người nhìn như thế này, số vòng dây với là điện áp là gì? Điện thuận hay gì? Điện bình. Số vòng dây và điện áp là gì? Điện thuận hay gì? Điện bình. Điện thuận. Cho nên là cứ cuộn nào mà vòng dây lớn hơn thì điện áp của nó sẽ là lớn lớn hơn. Cho nên bài này như vậy, nếu như vậy với cái máy biến áp này thì các em kết luận là nó sẽ là máy hạ áp, đúng không? Do sơ xuất nên cuộn thứ cấp bị cuốn thiếu một số vòng,
Như vậy mọi người phải hiểu là cuộn sơ cấp là cuộn đúng chưa? Rồi, chỉ có cuộn thứ cấp là thiếu cuốn, thiếu một số mỏng thôi. Đúng không? Chứ bây giờ muốn xác định số bỏ 10 thiếu phải cuốn thép tiếp thêm vào này. Cuộn thứ cấp cho học sinh này đặt có hai đầu cuộn sơ cấp, một điện áp xoay chiều, có giá trị ứng dụng không đổi. Đúng không? Rồi dùng ngôn kế xác định tỉ số điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở. Để hở rất là hiểu là gì ạ? Cuộn thứ cấp để hở thì em hiểu là gì? Hả? Để hở có nghĩa là hiểu là gì? Có nghĩa là không nối với lại thiết bị tiêu thụ điện thì gọi là đề hở thôi. Đúng không? Em không nối với lại bóng đèn, em không nối với quạt thì gọi là đề hở thì không có gì đâu. Đề hở hay không đề hở thì cái điện áp nó không có. Có chứ, đúng không? Cái ổ điện em không cắm thì cái điện áp hai đầu nó vẫn là 220. Đúng không? Hiểu chưa? Cho nên đề hở hay không đề hở thì ta hiểu có đơn giản là không nối ra ngoài thôi nha. Thế thì như vậy là sau đó dùng thì dùng ngôn kế đo để tỉ số điện áp giữa cuộn thư cấp và cuộn sơ cấp. Khi đó là thì lúc đầu là tỉ số này là không phải mấy ạ. Đúng mà. Đúng không? Thế mọi người nhìn đây thầy này. Bây giờ thầy gọi N1 là số vòng dây cuộn sơ cấp này. N2 là số vòng dây cuộn thư cấp. Thì nếu mà theo dự định của người này thì N1 nó sẽ bằng mấy N2? Mấy N2 ạ? Mấy lần? Hai lần. Có phải là cuộn sơ cấp số vòng dây gấp đôi cuộn thư cấp không? Có đúng không nhỉ? Nếu như vậy là nếu thầy gọi N1 là số vòng dây cuộn thư cấp thì số vòng dây cuộn thư cấp nếu mà muốn đúng theo dự định nó sẽ là bằng 1/2. Được chưa? Vậy thì nếu bây giờ thầy đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của cái điện áp là U1 thì là bằng U này, thì khi đó thầy đo cái tỉ số điện áp giữa cuộn thư cấp và để hở vào cuộn sơ cấp tức là U2/1. Thì ở đây thầy lại phải để cái tỉ số ngược lại là N2/N1. Mọi người nhìn thấy chưa? Mà nếu mà đúng, nếu mà học sinh này mà muốn đúng thì cái tỉ số N2/N1 này nó phải bằng mấy nghe? Đúng rồi, không phải mấy. Đó là nếu muốn đúng. Đúng không? Nhưng mà dấu quân sai. Quân sai thì bây giờ như vậy là cái tỉ số của ta sẽ là U2/U1, nó sẽ là bằng N2/N1. Thì tỉ số này nó chỉ có bằng mấy thôi. Không phải mấy. Không phải đúng rồi, không phải đúng ta. Đúng không? Như vậy bây giờ thầy sẽ đặt cái N2/N1 là số vòng dây thực tế của trên cuộn sơ cấp này. Còn N1 là số vòng dây trên cuộn sơ cấp. Đúng chưa? Thế bây giờ nhá, em giữ nguyên này, giữ nguyên cuộn sơ cấp này. Đầu tiên là bây giờ em sẽ cuốn thêm cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng? Mấy vòng? 24 vòng. Cuốn thêm 24 vòng thì cũng đặt cái áp là U1 vào, thì như vậy thì số bây giờ nó là không phải mấy ạ? Không phải 45 thì nó cũng chưa được. Đúng không? Phải khi nào mà tỉ số này là phải là mấy em? 0.5 thì đúng. Đúng không? Thế thì bây giờ như vậy là cách đặt ẩn như sau. Có hai cách đặt ẩn. Cách thứ nhất là bây giờ em sẽ đặt số vòng dây thực tế ở trên cuộn thứ cấp là N2/. Cái số vòng dây nó đặt vòng thực tế là N2/. Đúng không? Còn số vòng dây trên cuộn sơ cấp thì nó là N1. Thế bây giờ ta sẽ đi tính N1 và N2/ ra. Đúng không? Để sau đó như vậy khi em biết được N1 em chia đôi là ra số vòng dây thực tế là thành cuộn cuộn gì? Thứ cấp. Rồi em lấy cái thằng N2 này. Đúng N2 trong cái dự định này, em trừ đi những cái vòng dây đã có sẵn trên này. Đúng không? Là ta tính được cái số vòng cần phải cuốn thêm vào. Được chưa? Thế nha, câu 18 các bạn đặt như này này. Rồi, N1 N2/ là số vòng dây thực tế. Số vòng dây thực tế trên hai cuộn sơ cấp và thứ cấp. Em phải dùng cái từ là thực tế nha. Nó là số vòng dây thực tế. Hả? Đúng không? 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 Chờ một là đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp này. Hai đầu cuộn sơ cấp điện áp là U1 không đổi. Vâng, thì khi đó như vậy là cái tỉ số điện áp đầu ra là U2/U1. Nó sẽ là bằng N2/N1. Thì số này là 0.4. À, đây đâu có 0.1 của em. Thì số này đã đổi ra và đã đổi vào.
Được không? Được chưa? Trường hợp 2 nào? Trường hợp 2 là quấn thêm quận thứ cấp bao nhiêu vòng? Quấn thêm 24 vòng vào quận thứ cấp. Nhớ là chỉ quấn vào quận thứ cấp thì một quận thứ cấp thì giữ nguyên nha. Và cái đề áp đưa vào vẫn là U mấy? Đã U 1 này. Thế thì cái đó cũng như vậy ta đã có cái tỉ số là U2, U1. Thì số vòng dây của thứ cấp bây giờ sẽ là N2, cộng với mấy ạ? 24. Của sơ cấp bây giờ vẫn là N1. Thì tỉ số này bây giờ nó là bằng bao nhiêu? 0.45. Hai quy trình này thì suy ra điều gì? Từ hai quy trình này thì các em suy ra điều gì? Từ hai quy trình này thì mọi người thấy là ta lấy ra từ hai quy trình mấy ẩn? Hai ẩn đúng không? Thì tức là em mới tính được N1 và N mấy? Đây phải tức là xong đi nha. Đây từ 1 2 này. Thì biết là đây là N2 trên N1 này. 0.43 N2 cộng 24 trên N1 cái này là bằng 0.45 trái hệ này ra. Như vậy có nghĩa là mọi người nhìn nào? Như vậy có nghĩa là nếu mà quận thứ cấp đúng thì nó phải bao nhiêu vòng? 600. Mà bây giờ lúc đầu là đã quấn được mấy? 516. Sau một lần quấn thêm đầu tiên là mấy rồi? 24. Như vậy là quấn tiếp thêm chỉ là mấy vòng thôi? 60. Đó. Câu này nó không phải thẳng là các bạn làm đến đây thì các em chọn là mát sai. Các em chọn 84. Như vậy là suy ra là số vòng dây quấn thứ cấp này quấn được gì? Sẽ là N2 thì bằng N1 trên 2, tức là bằng 600 vòng. Như vậy suy ra là số vòng dây cần quấn tiếp vào quấn thứ cấp để ký hiệu là delta n. Như vậy nó sẽ là bằng n2 cộng mấy 24. Như vậy các bạn mọi người có hiểu bài này không? Đó. Đó. Nếu mà tôi không làm này mà tôi đi thì nó là tôi muốn lại 600 vòng. Không sửa được. Mất thời gian đúng không? Tất nhiên máy Vietnam bây giờ là muốn bài. Bây giờ người ta lập trình trên máy, có cái máy. Thế là tôi đặt 600 vòng thì tôi đủ 600 vòng. Mất thời gian. Với những cái bài toán, ví dụ như cái bài toán ngày xưa thì nhà cái thời này thì hay thi cái bài đồng hồ và lắc nhanh chậm, nhưng bây giờ chả thì bây giờ có ai dùng đồng hồ và lắc không, mà anh không làm cái bài nhanh chậm. Bây giờ dùng đồng hồ điện tử hết. Đồng hồ và lắc bây giờ dùng rất là tiện. Lúc bởi vì lúc đầu là ta dự định cuốn thôi không mà. Có phải lúc đầu em dự định cuốn là cuộn sườn cấp góc đôi cấp không? Đúng không? Đây là thầy như vậy là có nghĩa là thầy đang tính là thầy tính số vòng dây nếu mà quấn đúng là nó phải một đấy vào đúng không, nhưng mà thực tế nó đang lúc đầu là quấn là 516 sau quấn lên 24
Như vậy những cái bài nha, tôi một loạt những cái bài từ câu 16 rồi đến câu 24 là những cái bài nó thay đổi mộng này tăng quấn thêm vào anh có mất đi ấy, thì các bạn nhớ là gì, cái cách làm là kem thì cần biết những cái công thức của anh ấy đã cái phương trình nào, đúng không, và kem biết đổi tương mà, đúng không, tăng thêm vào để độ giảm bớt thì mình làm sẽ giảm bớt bây giờ thầy cũng liên quan đến các bài vấn thêm vào, bây giờ thầy sẽ làm cái câu 32 chứ ạ. Mọi người xong bài này chưa? Tập trung là câu 32 nào. Câu 32 ai cũng biết rồi. Mọi người hiểu đề, làm thầy hiểu đề nè. Không hiểu đề thì làm có thể làm được hoặc là làm sai. Câu 32 mọi người đọc kỹ đề, đọc hiểu đề nè. Rồi. Trong một máy tăng áp nhá. Hiểu. Đúng không? Một máy tăng áp lý tưởng, tức là cái hiệu suất của máy này coi như là 100%. Thì nếu giữ nguyên điện áp hai đầu cuộn sơ cấp nhưng tăng số vòng dây của cả hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lên cùng một lượng như nhau. Đúng không? Tức là tăng cùng một lượng như nhau, tức là quấn điện cuộn này 100 vòng thì điện quấn là 100 vòng. Đúng không? Thì em quấn thêm cái điện cứng, quấn thêm cuộn, quấn thêm dây vào thì như vậy vẫn giữ cái điện áp đầu vào, nhưng mà điện áp đầu ra so với lúc chưa quấn nó sẽ thế nào, thay đổi. Thay đổi đây thì người ta muốn hỏi em là tăng lên giảm đi hay không đổi, hay là tăng lên giảm đi. Đây cái điện áp là đầu vào là không đổi nè, điện áp đầu ra là thấy chưa? Bây giờ nha. Áp dụng công thức máy như thế này. Công thức máy như thế là U1 trên gì nhỉ? U2 thì bằng cái gì ạ? N1 trên N mấy? N2 tí nào. Công thức này thì không có thức quên rồi. Như vậy từ đây các bạn rút cho thầy là U2 nào, cái áp đầu ra thì nó sẽ biết nào. U1 nhân N2 bằng U2 bằng N2 nhân 1 nhân 1 không giảm đấy. Tăng lên giảm bằng N2 lớn hơn N2 lớn hơn N1. Đây bây giờ thầy sẽ biết bây giờ thầy sẽ biết cái điện áp đầu ra trong hai trường hợp. Đấy là lúc đầu và lúc thay đổi nhá. Lúc khi mà em chưa thay đổi này. Tất nhiên là đây ra hiểu là N1 N2 là số bằng bắt đầu em nhá. Đây, như vậy là U2 lúc đầu nó sẽ là N2 trên N1 nhân với U mấy? U1. Thế thì cái điện áp lúc sau khi mà em thay đổi số vòng dây thì tất nhiên là không thể ký hiệu U2 nữa. Thầy ký hiệu U2 phải số vòng dây cuộn thương tốc thì nó sẽ là N2 cộng với x trên gì ạ? N1 cũng cộng với gì đấy? X nhân với U mấy? Có phải điện áp đầu vào vẫn giữ nguyên là U1 không? Tăng cùng số vòng dây như nhau này. Tăng cùng một số vòng dây như nhau. Bây giờ các em phải chứng minh so sánh U2 phải là U2. Đúng không? Để so sánh hai số thì các em có thể lấy phương số để xét xem lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Và em lấy hiệu số dần dần hay không? Hoặc lấy x bằng 1. Hả? Hoặc lấy x bằng 1. Hoặc lấy x bằng 1. Em thích cùng là lấy x bằng 1. Lấy bằng 1 thì suy ra. Suy ra là U2 lớn hơn. Nếu như cái gì tất cả thế thì hai cái là gì là nó có thể tăng. Không, bởi vì U2 lớn hơn 1 rồi. Đúng rồi, bài này của ta là gì nhỉ? Máy tăng áp. Để cho máy tăng áp rồi. Máy tăng áp nên là N2 lớn hơn gì nhỉ? Còn bởi vì nó tăng cùng một số thế nên là lúc nào N2 lớn hơn. Đúng rồi, hỏi chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Không ý là N2 còn lớn hơn là 1 thì nó vẫn là máy tăng áp rồi. Thật lớn rồi. Bất nhiên nó vẫn là máy tăng áp nhưng U2 phải xuống U2 bây giờ ấy nhỉ? Bé hơn. Bé hơn á? Vâng. Tức là giảm đi ạ? Vâng. Đúng rồi. Đây. Các em có thể, ta có thể lấy cái phần U2 phải trừ đi U2. Nếu mà thể lấy hai cái trừ nhau nhá. Bây giờ các bạn trừ cái này này. Nó sẽ là N2 cộng x này. Trên N1 cộng x này. Trừ đi thì nhỉ? N2 trên này đây ạ. N1 tất cả nhân với U mấy? U1 bây giờ xét cái hiệu này xem nó chưa đi không? Thế thì các bạn nhập với thầy nhanh là N2, N1 với N2 là cùng đây nó sẽ nào?
rút gọn lên còn đúng x n 1 trừ x n 2. Đúng rồi, x ở đây ra ngoài trong còn n 1 trừ gì nhỉ? N 2 trên gì ạ? Trên n 1 cộng x nhân với lại n mấy? N 1. Thì ở đây do là n 1 nó bé n 2, cho nên cái hiệu này nó sẽ tương nhau. Cái hiệu này nó sẽ âm. Đúng không? Bởi vì ta có là n 1 nó bé n 2. Rồi cái hiệu này theo theo có nghĩa là theta là nào lớn hơn ạ? U2 nó sẽ lớn hơn U2 phải. Đúng không? Được chưa? Ta sẵn sàng mấy bài để đưa cái công thức tổng quát của cái phần máy nguyên đa cuốn ngược để ta làm từ câu 25 cho đến câu 28, 26, 27. Bạn đang đọc một đây nhưng mà mấy câu máy máy nguyên đa cuốn ngược từ câu 25, câu 27 không được. 25, 27 không được. Năm ngoái mà liên quan đến phần nào thì dạy bài này nhỉ? Hình như là cảm ứng từ, nói chung là có một cột dây. Một là có ngoài là cảm ứng từ. Thế ơi các bạn có nhớ không? Không. Mình còn nhớ là không thể nhớ được đấy. Tôi có sai chỗ. Đây. Đây nha, để nói qua cái phần lý thuyết về máy tính áp cũng được này. Máy nên á bị quấn ngược một số vòng này, quấn ngược là quấn ngược một số vòng đấy nha, đấy nha, bị quấn ngược một số vòng dài thế nha. Đánh cái máy đi quấn ngược à đấy, các bạn muốn lấy tao cũng được đâu, vòng dài tao cũng không đi ở đây là đưa cái chữ một này ra máy bên đang bị quấn ngược máy bên đang bị quấn ngược một số vòng dây, ta sẽ tìm hiểu xem là quấn ngược vậy và khi mà quấn ngược nó ảnh hưởng thế nào đến cái điện áp ở da của bạn. Đúng không? Chắc chắn là nó ảnh hưởng thì ta mới tìm hiểu, nhưng nếu mà quấn ngược không ảnh hưởng thì ta cần trả lời gì ta tìm hiểu. Đúng không? Bây giờ các bạn hình dung là bây giờ để có một cái khung dây này, để có một cái khung dây này, ở trên đây để quấn các cái cuộn dây này, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng, bảy vòng, tám vòng, chín vòng. Ví dụ thế nhá, mọi người nhìn này, bình thường nếu mà ta quấn đúng ấy, quân đúng ấy, thì như vậy là giả sử là nếu là quân đúng thì dòng điện chạy chiều của dòng điện trong các vòng nó phải thế nào? Giống nhau. Nhưng mà bây giờ do em quấn ngược mất một số vòng, do em quấn ngược mất một số vòng thì chiều của dòng điện trong những vòng quấn ngược nó sẽ thế nào? Ngược lại so với đa số các vòng. Nhớ như này là các cái vòng quấn ngược nó chỉ chiếm thiểu số thôi nhá, đúng không? Chứ không ai gọi là nó là chiếm đa số thì như vậy. Như vậy là chỉ có một số vòng nó mới quấn ngược thôi. Thế bây giờ như vậy là những vòng mà quấn ngược thì chiều dòng điện tăng các cái vòng đó nó sẽ ngược chiều so với đa số các vòng còn lại. Thế thì nếu mà thầy gọi cái thằng E0 là xuất hiện động cảm ứng trong mỗi vòng quấn đúng này, E0 là xuất hiện động cảm ứng trong mỗi vòng quấn đúng, thì trong mỗi vòng quấn ngược này thì xuất hiện động nó sẽ là gì? Trừ E0. Nó sẽ là trừ E0, cùng một lớn nhưng mà trái đây đâu, đúng không? Thế thì bây giờ các em biết rồi, cái điện áp ở hai đầu của mỗi cuộn này, thầy gọi E0 là xuất hiện động cảm ứng
trong mỗi vòng dây. Thế thì thầy giả sử đây là bốn số gấp có n một vòng, và trong n một vòng dây này thì có n nhỏ vòng cuốn ngược. Gọi n một là tổng số vòng dây cuộn nhá. Thì trong tổng số vòng dây này thì có n nhỏ, n một nhỏ vòng cuốn ngược. Thế thì suy ra cho thầy là như vậy là có bao nhiêu vòng cuốn đúng không? Có n một nhỏ vòng cuốn ngược thì có bao nhiêu vòng cuốn đúng không? N một trừ n vòng cuốn đúng. Như vậy cái suất điện động cảm ứng, à cái suất điện động hiệu dụng này, cái suất điện động hiệu dụng ở trên cuộn sơn góc này hiệu E1 nó bằng tổng suất điện động của những vòng cuốn đúng, tức là N1 trừ N nhân E0 cộng với lại suất điện động cảm ứng trên những vòng cuốn ngược, tức là trừ N nhân thế nào E0, đúng không? Những cái thằng này các bạn biết là nó cuốn ngược cho nên là giống ngược giống so với cái thằng còn lại. Thế thì hai cái thằng này các bạn đặt lên từ chung là E0 thì trong đây nó sẽ còn là N1 trừ mấy N 2N nhân với lại gì nhỉ? E0. Như vậy tương tự nếu mà sang cuộn trung cấp thầy gọi N2 là số vòng dây cuốn ngược của trung cấp nhé. Đây là cái bài toán mà thầy coi như cả hai cuộn nó đều cuốn có vòng cuốn ngược cả. Được chưa? Thế thì các em nó tương tự như thế, các em suy ra là suất điện động hiệu dụng ở trên cuộn trung cấp nó sẽ là N2 trừ đi 2N2 thằng này N1 này nhân gì nhỉ? E0. Vậy thì khi nào ta lấy cái tỷ lệ là E1 trên E2 thì bỏ qua điện trở cho nên nó sẽ là U1 trên gì nhỉ? U2 thì nó sẽ là tỉ số vòng dây, tức là nó sẽ tỉ số tương ứng này, nó sẽ là N1 này, đúng không? Cái thằng này như vậy nó sẽ là bằng như vậy là E1, E1 trên E2 thì các bạn sẽ thay vào đây, như vậy là mất cái thằng như vậy nó sẽ là N1 này trừ đi 2 N1 nhân với gì nhỉ? E0 này chia cho E2, đây là N2 trừ mấy N2 ạ? 2 N2 nhân E0, như vậy các em biết gọn. Thì như vậy ta đã ra cái công thức ở đây là công thức trong trường hợp là cuộn sơ cấp thì cuốn ngược N1 vòng và cuộn trung cấp thì cuốn ngược N2 vòng. Nếu nó không cuốn ngược cũng là N1 bằng mấy? N2 bằng không thì nó sẽ ra quay về cái công thức ban đầu là U1 trên U2 thì bằng N1 trên gì nhỉ? N2, đúng không? Đây nha. Chúng ta này máy bên áp một số vòng dây thì cuốn ngược vòng dây này, bị cuốn ngược một số vòng dây. Suy ra các bạn nhớ có thể suy ra này, chiều của dòng điện, suy ra chiều của dòng điện trong các vòng dây bị cuốn ngược, trong các vòng dây bị cuốn ngược ngược lại. Chiều của dòng điện trong cái cuộn này nó ngược ngược lại với dòng điện trong cái vòng dây. Được chưa? Gọn nào? N1 nhỏ là số vòng dây cuốn ngược của cuộn sơ cấp, số vòng dây cuốn ngược của cuộn sơ cấp. N1 là số vòng dây cuốn ngược. Như vậy suy ra là suất điện động hiệu dụng, suất điện động trên cuộn sơ cấp cái đó này nó sẽ là E1 bằng N1 trừ N1 nhân E0, N1 nhân E0 cái thằng này của ta nó sẽ là N1 trừ 2N1 trên E0. Đó, trong này ta sẽ chú thích là E0 là suất điện động cảm ứng trong một vòng điện. Bên đường cũng như thế này. Suất điện động cảm ứng trong một vòng.
Đây. Chờ tương tự nha. Tạm có. Gọi cho n là 2. Là số vòng huấn luyện. Số vòng huấn luyện. Là trong một cung cấp. Tất nhiên là khi các em làm thì người ta chỉ cho tờ là một quận thôi. Thế không bao giờ mấy khi mình cho thành quận. Người ta cũng sẽ có là E2. Nó sẽ là bằng N2 trừ 2 N2 nhỏ. Nên em không. Để cái E không thì kết quả được. Kết quả được được. Bởi vì đây ta vẫn đặt. Đây là biết thế này em vẫn hiểu về số đề tổng tập trung trong mỗi vòng. Đúng không? Trong mỗi vòng. Bởi vì cái này là ta tính được đã chịu chung. Đúng không? Đó là khi e lớn e nhỏ rồi đúng rồi bởi vì đây là ta đánh cho giá trị nhưng mà giá trị đương thời thì nó biết trên đồng hòa ngôi bù lớn thế thì ở đây ta sẽ có chỉ số này e một trên là bằng u một trên đây một chút ở đây là u một này, u hai bằng một trừ hai là một, nhớ là quận nào muốn được thì làm quận đó, còn nếu không muốn được thì không được, không có nhiều, không muốn vòng chín một lượng trong một tháng. Đúng rồi, thằng nào mà không muốn được thì cho cái thằng giá trị n nó không không. Con người nhiều quá thì vẫn có khả năng nó từ cái nát hòa quen nó từ tạo nát được khả năng không ạ? Không, như chúng tôi vẫn sẽ có nhiều quá mà cái số lượng cũng được cho nên nhiều hơn cái số lượng cũng được. Giờ cũng cần phải hiểu cái đúng 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 cái áo nào tao lại phải làm chứ phải đi phòng học viện một lần cần thì phải lại được chứ sau thì phải xong không sao bảo tâm đấm đi đấy được rồi em câu 25 nhá tăng làm 25 là một học sinh quấn một máy thế áp có số vòng dây thuộc thứ cấp gấp mấy lần 2,5 lần số vòng dây thuộc thứ cấp như là máy này là tăng áp hay giảm áp tăng áp khi đặt vào hai đầu của thứ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là u nhớ là bài bình thường là ta đặt điện áp là đặt vào quận nào quận thứ cấp nhưng mà bài này người ta đã đặt vào quận nào quận thứ cấp hai quận nó tương đương nhau các em ạ đúng không cái việc em đặt quận vào quận nào thì như vậy là tùy mỗi bài ta đặt vào quận sơ cấp nhưng bài này ta đặt quận thứ cấp không sao hai quận nó là tương đương nhau đúng không thế thì khi đặt vào quận thứ cấp của điện áp là u thì điện áp hai đầu quận sơ cấp để ở là 0,36 thế bây giờ ta sẽ tính xem là khi kiểm tra thì phát hiện trong quận sơ cấp là có 60 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số vòng trong đó bỏ qua hao phí tính tổng số vòng dây đã quấn trong máy tính tổng số vòng dây đã quấn trong máy tức là tính xem là quận sơ cấp không mấy quận thứ cấp không mấy đúng không không kể là đúng hay ngược cộng lại với nhau đúng không thế thì bây giờ đầu tiên ra ta phân tích là tại sao mà đặt điện áp vào quận thứ cấp là u lấy ra điện áp ở đầu ra là 0,36 u thì người ta đã biết là người ta phải kiểm tra lại đúng không tại sao người ta lại phải kiểm tra lại đây nha câu 25 này câu 25 đầu tiên là thầy sẽ nói là nếu mà không ngược giả sử là đây là thầy đang nói nha giả sử nếu không ngược này giả sử nếu không quấn ngược
Nếu cô muốn mở thì người ta cho là n bằng mấy từ n hai kia? 2.5. Như vậy là n 2 bằng 2.5 lần 1. Đúng không? Có phải n 2 bằng 2.5 không ạ? Thì đúng. Như vậy, bây giờ đặt vào hai đầu của thương thấp một cái điện áp là gì nhỉ? U. Thì khi đó như vậy là điện áp ở đầu ra của xương thấp là U1 bằng mấy U? 0.4. Không phải, bây giờ ta sẽ tính là U1 đấy nhá. Bây giờ như vậy theo công thức máy điện áp là U2 trên U1 nó sẽ là bằng n mấy trên n mấy? N2 trên gì nhỉ? N1. Đúng không? Thế bây giờ thì sẽ giúp cái điện áp ở cái thằng U1 cái đó này, là một xương thấp cái đó này, nó sẽ là bằng n1 trên gì nhỉ? N2 nhân với lại U mấy? U à n2 trên n1 chứ. Đúng không? U1 này nó sẽ bằng n2 trên n1 này nhân với lại n1 trên n2 trên n2. À đúng rồi, U1 thì nó sẽ là n1 trên n mấy? N2 nhân với gì nhỉ? U1 nó sẽ bằng n1 trên n2 nhân với U2 này. Mà n1 trên n2 đây các bạn, thế nó sẽ là 1 trên mấy? 1 trên 2.5 nhân với U2 là bằng U. Như vậy là nếu mà bài này mà anh này không muốn vượt thì cái điện áp đầu ra không phải là mấy U, không phải mấy U, không phải 4 U, đúng không? Nhưng mà thực tế là mấy U, không phải 3 sao đó. Cho nên đến ngày là anh biết là chắc chắn vậy tôi đã muốn vượt rồi, đúng không? Phát hiện là muốn vượt chứ không phải bây giờ tự nhiên mà tính ra là tự nhiên là trộn một cái con số là 0.36 U mà này không phân tích cái chỗ đó ra mà lại tiếp là mình muốn vượt, đúng không? Như vậy phân tích chỗ này ra người ta cũng thấy là nếu mà anh này mà con đúng hết thì điện áp đầu ra lúc đó không phải là mấy U, không phải 4 U, mọi người hiểu chưa? Đó. Đây. Thực tế nha, cái này là đây là lý thuyết nha. Thầy cũng kể hai bên cái để mọi người thấy là thực tế nha. Thực tế đây thì thế nào em? 0.36. À khi kiểm tra thì phát hiện là cuộn nào thì cuốn được ạ? Sơn cấp còn cuộn thứ cấp thì thế nào? Còn đúng hết nha. Thực tế này. Thực tế thì cuộn sơ cấp bị cuốn ngược. Bị cuốn ngược bao nhiêu vòng? 60 vòng. Thế bây giờ em dùng được câu này này. Như vậy là U hai đầu cuộn sơ cấp đây ra thì nó là bao nhiêu? 0.3 mấy? U1 thì đó là 0.36 không? Đúng không? Điện áp đầu vào của thương cấp là mấy U? U, đúng không? Như vậy nó sẽ là bằng N1 là, N1 là N1 này trừ đi bao nhiêu ạ? 2 nhân 60 trên N mấy? N2. Đây có phải là một phương trình không ạ? Đây là phương trình số 1 và phương trình số 2 ở đây là N1 thì bằng mấy ạ? N2 trên mấy? 2.7 2.5 đề bài ra cho chưa? Rồi này, em muốn ngược hay không muốn ngược thì số vòng nhân với cuộn vẫn là được 1 và được mấy? Bài này nó không phải phương thiếu, đúng không? Cho nên là em muốn ngược bao nhiêu vòng, em không muốn ngược thì số vòng dây trên mỗi cuộn thực tế vẫn là được 1 và được mấy? Thế giải cái hệ này ra, chính là được 1 và 2 thôi. Từ 1 và 2, chính là được 1 và mấy? 3.200. Được 1 là 1.200 à? Vâng. 2 là 3.000. Xong chưa? Xem câu 26 nào. Câu 26, câu 25 thì lại cho số vào cuốn được. Bây giờ câu 26 là tìm số vào cuốn được. Quay quẩn đến đâu. Xem 26 đi em. Câu 26 là một người bị cuốn một máy hạ áp từ 220 xuống máy 110. Đúng không? Từ 220 xuống 110. Như vậy là nếu mà quân đúng thì quận xương cấp nó sẽ cấp mấy lần của xương cấp? Cấp 2 lần, từ 2 giảm một nửa cả. Đúng không? Khi máy này làm việc thì suất hệ động được dụng trên mỗi vòng dây là 1.25 vòng trên tôn.
Người đó quấn đúng hoàn toàn quận thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của quận sơ cấp. Phi thử máy với điện áp là 220. Đúng không? Nếu mà quấn đúng thì phi thử máy điện áp vào là 220 thì điện áp lấy ra phải là mấy? 110. Nhưng thực tế điện áp lấy ra lại là mấy? 121. Bây giờ tính số vòng cũng được. Đúng không? Tính ra là 30 vòng này cũng được. Bây giờ có điện áp trên một vòng thì có điện áp trên một vòng mà cô thì nó sẽ như vậy, người ta cho là 1,25 vòng trên vô trên vòng, đúng không? Đây câu 26. Vâng, câu 26. Đây nha, gọi này, câu này đã đây gọi N1, N2 là số vòng trên mỗi cuộn. Trên mỗi cuộn. Theo giả thiết thì U1 trên U2 nó sẽ bằng N1 trên N2. Vâng, tức là bằng 220 trên mấy? Trên 110, tức là tỷ số này nó sẽ bằng mấy? Bằng 2. Đúng không? Bây giờ khi mà em thử máy với điện áp U1 là bao nhiêu? 220V thì các bạn tính cho thầy xem là có bao nhiêu vòng dây được đúng không? Số vòng dây sơ cấp này. Ở đây mọi người sẽ lấy là 1, gì nhỉ, mấy em nhỉ? 25V. Tức là ta hiểu là cứ một vòng thì điện áp ở trên nó là mấy vôn? 1,25. Đúng không? Cứ một vòng là điện áp là 1,25. Như vậy bây giờ điện áp của ta là bao nhiêu vôn? 220 thì có tính được số vòng này không? Đây, như vậy các bạn sẽ đúng là N1 thì sẽ bằng 220 chia cho 1,25. Vòng em đấy, 176 vòng thì suy ra là số vòng N2 nó sẽ là mấy? 88. Nhưng mà 176 với 88 thì nó đang ở cái điện áp, nó là đang là số vòng trên mỗi cuộn, chứ còn chưa phải là chúng ta đang phải tính số vòng vẫn thì đây. Đúng không? Bây giờ theo giả thiết là gì ạ? Theo giả thiết này, U1 này trên U2 này, bài này là quận nào quận sai nhỉ? Quận sơ cấp hay thứ cấp? Sơ cấp rồi. Như vậy là N1 - 2N này trên N2 này. Giờ mới thay đấy, U1 là 220, U2 là mấy em? Đâu? 121 trên bằng 176 trừ 2N trên 88. Đâu một mấy? Đây 8. Đúng không? 8 và 4 rồi. Đây là hàm lượng chi đó anh em. Tôi tương tự thấy mọi người tính này câu 27 hay biết ở đây ai dịch kịp được. Tôi tính câu 27 thì nó nhầm ảo. Câu 28 mình tính cho chúng ta. Ta bảo là bây giờ biết viết ra đây. Anh đã làm được cái trạng này tính câu 27 thì nó. Tính câu 27 thì nó. 27 xe. Kiểu về chuyện là bút tâm hợp. Tính ngay đi. Ừ.
Được chưa? Mọi người xong chưa? Chúng ta chở câu 32 à? 32 nữa rồi. 34, 35 à? Vâng. 200 mình làm lúc có 27. 200 mình đọc lúc 34. Có 35 rồi không? Anh lên chợ có 35 nào? Em lên chợ có 35 nào? 9 là mình rửa. Ở nhà có 1 hồi nấu lên rửa. Giờ cho lên chợ 3. Câu 35 là có 2 men thế nát. Đúng không? Tâm xoán. Có 2 cái men thế nát. Và lại đọc bình. Có hai cái máy thiết áp, đúng không? Một học sinh làm thực hành để xác định số vòng dây có hai máy thiết áp cửa A và B, có các cuộn dây với các vòng dây là các số nguyên này N1A, N2A tức là số vòng dây cuộn 1 và cuộn 2 của máy A, N1B, N2B là số vòng dây của cuộn 1 và cuộn 2 của máy B, đúng không? Người ta cho liên hệ chưa? Với K với nước 1, tổng số vòng dây trên 4 cuộn là mấy? 3.100. Trong bốn cuộn dây này thì có hai cuộn có số vòng đều bằng nhau. Nhưng mà các bạn có suy luận ra được là hai cuộn nào bằng nhau không? Chắc chắn là hai cuộn nó không thể là nằm cùng một máy được. Cái cuộn sơ cấp của cái cuộn thứ cấp của cái bé sơ với lại cái cuộn sơ cấp của cái nó sơ cấp của thằng này mà thứ cấp của thằng kia bằng ngược lại. Để sau đó bây giờ bọn ta mắc phối hợp hai máy lại. Mắt phối hợp hai máy lại thì có thể điều chỉnh điện áp từ 1 thành 18 hoặc là mấy hai chữ. Thế bây giờ em tính số vòng dây N. Mắt phối hợp vâng. Tức là bây giờ hai máy thì bây giờ cái điện áp đầu nam của máy 1 thì nó sẽ điện áp đầu vào máy 2. Mà ngồi tiếp cho mình có nghĩa là thân ra đây nó lại lên. Đúng rồi. Tức là bây giờ cái đầu cái điện áp đầu ra của máy thứ nhất thì nó sẽ là điện áp đầu vào của máy thứ hai. Hiểu chưa? Nhưng mà khó. Bài này của ta là cả hai máy đều là máy tăng áp. Đúng không? Cả hai đều máy tăng áp rồi, cao lớn máy cao lớn một mà. Đây có thể là gì? Bây giờ các em cứ lấy điện áp của máy 1 nha, là 1 U 2 U. Thế bây giờ theo cái tỷ lệ K đó, các bạn có tính được cái U đầu ra của máy nhất không? Không. N2A trên N1A bằng K. Thế thì bây giờ đặt vào điện áp của sơ cấp là 1 U thì điện áp đầu ra nó sẽ là cao U. Cái cao U nó lại là điện áp của quận sơ cấp của máy 2. Mà cái máy 2 thì qua máy nó tăng mấy lần? 2K lần.
thì đề ra đầu ra nó sẽ là hai cao hữu bình, có đúng không? Cao hữu bình hay cao bình u ạ? Hai cao bình u, hai cao bình u, mà hai cao bình u đây người ta cho là mấy u? Mấy tám u thì tính được ca chứ nha. Mà cái hai u là đi kiểu gì ạ? Hả? Hai u là đi kiểu gì? Nó đi từ hai ca xong đi qua ca. Hả? Vẫn chưa hình dung ra hai cái máy này mắc lỗi. Không em hình dung ra được cái bài tám u rồi, em không hình dung ra được cái hai u đi kiểu gì. Thì hai u thì có nghĩa là bây giờ đấy nhá, bây giờ mình có hai bên thế, hai bên thế là a và b mà đúng rồi, a tức là lại đảo lại nhau chứ. Bố nó bảo a và b vậy mình cút đi một a này bố cho mày bốn cái xe rác này để bài chung là hả bài chung là N2B này. Bây giờ em đặt ở đây là thiệt áp gì? Bây giờ thiệt áp đầu ra đây có hai trường hợp hoặc là mấy? 18U hoặc là mấy U? Đó nhiều hình chung cái không em thì chúng ta được cái u là đi từ đây là sẽ ra kia là hai u xong ra đoạn kia là hai ca bình u thì ta được 18 u chứ không phải vô lý thì không hay đâu, nó vô lý không, chứ còn cái hai u ra kiểu chi hả? Hả, hai u ra được kiểu chi hả? Thì mình đi từ b sang a bây giờ nhá, từ cái thằng này là u này. Vâng, bây giờ ta sẽ có là cái thằng này là cao u, cái thằng này là u thì qua cái thằng này nó sẽ là cái điện áp ở đây nó sẽ là gì nhỉ? Cao u, cao u. Còn cái điện áp đầu ra đây nó sẽ là mấy? 2 ca bình u. 2 ca bình u đúng không? Thế bây giờ 2 ca bình u này thì em lấy hoặc là bằng 18 u hoặc là lấy bằng mấy u? À, nếu mà lấy 18 u thì cao bằng mấy? Cao 3. Còn nếu lấy 2 u thì cao bằng mấy? Cao 1. Cao 1 đây có thỏa mãn không? Loại đi, bởi vì bài này người ta cho cao nó phải lớn hơn mấy? Ồ, như vậy là bài này nhá. Đây n1 a trên n, theo giả thiết là n1 a n2 a nó bằng gì nhỉ? K đúng không? N mấy nhỉ? Có phải thế nào? Quên rồi. N2 a một phần k, à một phần k tức là đây. Bây giờ đây qua làm lại nhanh để nó thành phần. Có 35 thì ta có sơ đồ để em mọi người nhìn thấy không? Nó không biết nhau. Tức là bây giờ chẳng hạn nhá, nếu mà bây giờ tôi có cái điện áp đầu vào mà qua cái máy này thì tăng tối đa của nó chỉ được là gì? Cao. Trong khi đây tôi lại muốn tăng nó tiếp lên nữa, tôi lại phải qua máy thứ hai. Đó, tức là qua hai lần tăng áp. Thì mới ra là cái điện áp cuối là một đấy nhá. Bây giờ mọi người nhìn này, theo giả thiết thì thầy sẽ có này. Như vậy là N2A trên gì nhỉ? N1A thì bằng gì nhỉ? K. Và cái gì nữa? Em nhìn trong sách N mấy? N2B trên gì nhỉ? N1B thì nó bằng mấy K? Thằng này là lớn hơn 1, thằng này là lớn hơn mấy? K là số nguyên mà lớn hơn 1 đó. Đúng không? Mà trong bốn cuộn này lại có mấy cuộn bằng nhau? Hai cuộn số bằng bằng nhau. Như vậy trong bốn cuộn này mà có hai cuộn bằng nhau thì chắc chắn là hai cuộn cũng không thể nằm cùng một máy được. Đúng không? Là cái điều đương nhiên. Như vậy bây giờ chúng chỉ có thể là gì ạ? N2A bằng mấy? N1B hoặc là N1A bằng N mấy? 2B. Vì có hai cuộn có số bằng bằng nhau. Có số bằng bằng nhau. Suy ra có hai khả năng. N1A bằng N2B hoặc N2A N1B bằng N1 là N 1A bằng N2B bằng N
bằng n như vậy thì đây ta sẽ có là như vậy là từ đây các bạn rút ra được thành này n một a bằng n thì n hai a nó sẽ bằng mấy n k có phải k n không n một b nó sẽ bằng gì ạ n trên mấy k à nếu mà n hai b mà nó bằng n thì n một b nó sẽ là bằng n trên mấy k đúng không? Cái là ba và lần hai b thì cứ muốn phải đâu, muốn phải đâu. N hai a bằng n một b á, n một a bằng n một b. Khi giờ này anh xem là chỉ muốn phải đâu. N một a, nếu có thì phải, bởi vì hắn có sẽ vào mà. Cái đổi kiểu chia ra ra. Nói chung là một cái máy bằng áp. Bây giờ nhá, nếu mà ta đặt vào U1A này, U1A bằng U, đúng không? Thế thì bây giờ ta sẽ có là U2A trên U1A này. Thì cái thằng này có phải là bằng N2A trên N1A không nhỉ? N2A trên N1A thì cái tỷ lệ này nó bằng gì ạ? K. Như vậy từ đây các bạn có tính như thế này là cái thằng U2A nó sẽ là bằng gì nhỉ? K nhân gì đây? U. Mà U2A bằng K U thì có nghĩa là cái thằng U1B nó cũng sẽ bằng gì đây? K, K U. Thì suy ra cái thằng U2B tức là U đầu ra của máy B này thì nó sẽ là bằng N2B trên gì nhỉ? N1B nhân với lại U1B. N2B nhân N1B thì nó bằng 2K nhân với lại K U thì kết quả của ta nó sẽ là gì nhỉ? 2K bình thường như thế này. U. Theo giả thiết này. À một chút một lại. Đi một chút. Theo giả thiết thì ta sẽ có là nếu em lấy 2K bình thường U bằng 18 thì ra là K bằng 3. K bằng 3 thì em thay vào em tính tổng số vòng cây này. N1A N1A bằng N này. N1A bằng N. N2A N1A bằng N, N2A bằng 2N này. À bằng KN. KN tức là mấy N? 3N này. Cộng với lại N1B. N1B bây giờ nó sẽ là bằng N trên 2K tức là N trên mấy? N trên 6. Cộng với lại N2B bây giờ nó sẽ là bằng N. Thì tổng cái thằng này đề bài cho là 3100 được em. Có phải không? Giải ra đây cho N cũng vậy. Lẻ á. Cho nên anh hỏi chút ạ, ở đây nó không nói là phần sơ cấp hay thứ cấp thì mình có thể đi từ cái quận lớn sang quận nhỏ. Nhưng mà bên trước là không phải đang đứng trong một máy được. Đi từ quận lớn sang quận nhỏ tức là sang lại thì được. Tức là ở đây có một máy thì có một quận lớn. Có một quận lớn và một quận nhỏ. Cả hai máy đều là hai máy tăng áp. Thì hắn phải nó có ghi tăng áp không phải? À không, nhưng mà nếu mà ta lấy chiều thì từ em đọc nhầm đề em. À đâu 35 35. Nếu mà giải cái này ra n mấy kia? 600. 600 à? 35 nó không bảo tăng áp, nó chỉ nói tỷ lệ giữa n1 và 2. Ừ, nhưng mà nếu mà em lấy n1 là sơ cấp thì n2 nó sẽ là thứ cấp thì nó sẽ lớn hơn, số vòng cây lớn hơn thì nó sẽ là tăng áp. Không, ý là mình có thể lắp theo hai kiểu. Một cái là ra 2 u và một cái là ra 18. Mày có thể máy làm mà càng lớn để sinh ra nhiều trường hợp được không? Đúng. Đúng rồi. Cái gì? Sinh ra nhiều trường hợp mặc dù không hợp lý. Hợp lý là hơn. Tức là cầu gì nó chẳng không hợp lý. Không, tôi thấy cái sự hợp gì làm cái phí rồi là cái này là không, hắn lại tăng áp xong lại tăng áp. Cái này ra cứ xét là nó bảo là kết hợp để con tương ứng 1, 2 là một sơ cấp và thứ cấp của hai máy.
Chứ bây giờ ta mà xét đầu N2A với N2B đầu ra như thế nó sẽ ra thêm mấy trường hợp giải. Như vậy giờ này là N vào 600 rồi em. Còn mạng đúng không? Bây giờ nếu mà bây giờ em sẽ lấy cái điện áp đầu ra là 2 uca uca bình hơn u và bằng 2 u thì cái hợp này là k bằng 1 loại. Bởi vì là điều kiện của ta nó phải k phải lớn hơn đấy. Thì tương tự đấy em làm cái trường hợp thứ hai nào. Trường hợp 2 là N2A bằng N1B N2A bằng N. Thế thì các bạn rút ra cho thầy là N1A nó sẽ là bằng N trên K, đúng không? Còn N2N1B là N2B. Nhìn thế này, nó sẽ là mấy K? 2KN. Thế thì bây giờ ta cũng đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy A là U của A bằng U, đúng không? Thế thì giờ này em sẽ cũng sẽ có là gì? Ta sử dụng với kết quả đây thôi. U2B trong lần này nó sẽ là bằng gì nhỉ? K bình phương, 2K bình phương. Đó, em cũng lấy hai trường hợp. Đấy. Hoặc là cái thằng này, à như vậy ta cũng sẽ lấy luôn cái trường hợp là thằng này nó sẽ là bằng 18 thôi. Tức là K bằng 3 thì suy ra tổng số học dây thì nó sẽ là N1A là N trên K này cộng N1B là N này cộng với lại N2A là N này cộng N2B là 2KN. Rồi này các bạn thay K bằng 3 các thứ này là không mấy 3,2. Thầy sẽ nói sang lý thuyết của cái phần truyền tải điện năng. Thực ra nếu mà không máy cái tế mà chỉ học đến đây thì ta thấy nó đơn giản quá, đúng không? Chưa thấy được ý nghĩa của nó. Bởi vì cái việc mà điều chỉnh điện áp thì ví dụ như là điện áp ở nơi sản xuất sử dụng là 220 thì điện áp ở nơi sản xuất tôi có thể làm ra là 220, đúng không? Tức là tôi sẽ tính toán để nó bằng cái điện áp sử dụng. Thế thì trong cái phần này ta sẽ nêu rõ ý nghĩa của máy biến thế, đó là giảm hao phí trong quá trình chuyển tải điện năng, đúng không? Đây em đang ghi lại này là trường hợp số 2 đấy. Các bạn xong ở đây chưa? Xong giờ thầy nói nhá. Nice.
Tức là kem nhìn chung là điện năng thì sản xuất ra từ nhà máy đến nhà máy phát điện, đúng không? Có thủy điện Hòa Bình, thủy điện Thác Bà, thủy điện Sông Bực, đúng không? Thì sau đó thì điện năng được dẫn đến các nơi tiêu thụ, đúng không? Tức là dẫn đến các nơi tiêu thụ điện. Thì trong quá trình truyền tải điện năng đi thì có một cái phần không thể tránh khỏi đó là có hao phí trên đường dây, đúng không? Thế thì mục đích của ta, nhiệm vụ của ta trong phần này là ta tìm cách làm sao để ta giảm cái hao phí thôi, tối đa có thể, đúng không? Thế bây giờ ta sẽ hình dung này. Đầu tiên là ta sẽ có cái sơ đồ truyền tải điện năng này. Thầy sẽ vẽ cái sơ đồ truyền tải điện năng như sau này. Sơ đồ truyền tải điện năng này. Là đây ta sẽ có là ở cái nơi ở đây nó sẽ là nguồn phát này. Nơi máy phát này. Đúng không? Chạm phát. Đúng không? A là chạm phát này. À, điện năng được truyền tải trên đường dây đến nơi tiêu thụ. Thì các em biết là trên đường dây thì điện trở bao giờ nó cũng sẽ khác không, đúng không? Thầy gọi điện trở trên đường dây là R đấy. À, khi nó dẫn đến nơi tiêu thụ tức là các khu dân cư này, đây là B này, đúng không? Đấy là cái sơ đồ điện này. A là nguồn phát này. Bây ở đây là nơi tiêu thụ này, ví dụ là TT đó, nơi tiêu thụ, phải chưa? Đấy, điện áp, à điện năng từ nguồn này, từ dẫn điện trên đường dây này, đến nơi tiêu thụ này. Thầy gọi cái điện áp ở nguồn ở đây là U nguồn này. Thầy gọi cái điện áp ở hai nguồn khác là U nguồn. Điện áp ở nơi tiêu thụ ở đây này. Được chưa? Đây. Các bạn vẽ đi, vẽ hình đi. Như là pin điện tử, pin điện áp, điện trở, thành hiệu R là điện trở dây. Cái này thì ra là trong cái phần công suất ở lớp 11 ta cũng có nói qua, đúng không? Bây giờ ta sẽ nói rõ thêm cái vai trò của máy thế này. Mọi người để ý đây nhé. Bây giờ thì từ nhà máy này. Bây giờ từ nhà máy thì thầy giả sử chúng ta truyền cái công suất là P, thầy gọi là P nguồn, ký hiệu là PN. Thì cái công suất của dòng điện thuê chiều các em biết rồi, nó được tính theo công suất là bằng U nhân I nhân gì nhỉ? Cos phi. Tất nhiên là cái hiệu điện thế nó hai đầu nguồn phát, bây giờ nơi tiêu thụ thì nó khác nhau. Cho nên thầy phải nói rõ là cái thằng này U ở đây là U nguồn. I là cái cường độ dòng điện nó chạy trên đường dây các em nhá. I là cường độ dòng điện chạy trên đường dây. Thế thì thầy sẽ suy ra là cái cường độ dòng điện I chạy trên đường dây thì nó tính theo công suất là bằng P nguồn trên gì ạ? U nguồn nhân gì nhỉ? Cos phi. Đúng không? Nhân với cos phi. Đấy, thế thì ở đây ta sẽ có là gì ạ? Khi mà dòng điện chạy qua điện trở của dây này, cái dây của ta thì không thể tránh được là cái phần nó có điện trở. Cho nên khi mà dòng điện chạy qua điện trở dây thì nó sẽ gây ra một cái phần hao phí. Thì thầy gọi cái delta P là công suất hao phí trên đường dây. Thì các em biết rồi, cái công suất hao phí trên đường dây delta P thì tính là công suất là bằng I bình nhân gì nhỉ? R. Thế thì ở đây em thay I vào, như vậy nó sẽ là bằng P bình này, đúng không? Trên U bình này, U bình nguồn này, nhân với cos bình phi này, nhân với điện R. Giả sử như cái cos phi này, hệ số công suất thì người ta cho nó 1, giả sử nó 1,
đúng không? Thế em thấy là khi ta truyền tải điện năng thì cái mong muốn của ta là tăng hay giảm lên AP? Giảm hao pin, giảm lên AP. Giảm lên AP ở đây thì có hai cách em thấy đấy. Thứ nhất là ta không thể giảm công suất truyền đi từ nguồn, đúng không? Bởi vì ta đang phải truyền cái công suất mà, đúng không? Ta đang phải truyền điện năng đến nơi tiêu thụ mà. Như vậy sẽ có hai cách, hoặc là em giảm đi nhập, giảm điện trở hai là em thế nào? Nếu em giảm điện trở thì như vậy ta có R thì bằng rho L trên S, thì như vậy là giảm điện trở suất, tức là thay bằng những cái kim loại mà dẫn điện tốt, vàng bạc, đúng không? Cái siêu dẫn. Hai là giảm chiều dài. Giảm chiều dài L thì cũng thực tế lắm, bởi vì dẫn điện từ điểm A đến điểm B thì khoảng cách cũng cố định rồi, đúng không? Ba là tăng tiết diện, thì cái thằng này nó sẽ gây ra xung kém và dây nó nặng, nó dễ nguy hiểm tai nạn, đúng không? Như vậy nhìn chung là cái cách này thì thực hiện được nhưng mà khó khăn. Khó khăn. Cách thứ hai là ta sẽ tăng ngu. Tăng ngu thì cái việc này các em thấy là ta sẽ dựa vào cái máy điện, máy bên thế. Và ở đây nếu mà ta tăng ngu lên 2 lần thì hao phí nó sẽ giảm được mấy lần? 4 lần. Cho nên khi mà người ta trước khi người ta truyền tải điện năng đến đường dây, tức là khi trước khi đưa điện lên đường dây để dẫn đến nơi tiêu thụ, thì bắt buộc một cái công việc đó là người ta sẽ cho cái điện áp qua một cái máy tăng thế, đúng không? Qua một cái máy tăng thế. Rồi sau đó như vậy là khi dẫn đến gần nơi tiêu thụ, ví dụ chẳng hạn như khi người ta dẫn điện từ miền Bắc, đúng không? Từ thủy điện Hòa Bình vào miền Nam để đưa tiêu thụ, thì cái điện áp trên đường dây các bạn thấy là mấy? 500 kV, tức là người ta tăng lên rất là lớn, đúng không? 500 kV, và trong khi nó đến nơi sử dụng thì là mấy? 220. Không bao giờ người ta để người ta giảm một lúc từ 500 kV đến 220, mà người ta sẽ phải giảm dần. Ví dụ như 500 kV thì người ta sẽ phải giảm xuống 100 kV, rồi 100 kV người ta sẽ giảm đến 50 kV. Cho nên em thấy là ví dụ điện mà trước khi đưa vào thứ Thanh Hóa thì ở ngoài ở khi mà đi trên đường lên Đông Sơn Thiệu Hóa, các em có thể không bị chặn cái đó, đúng không? Ở trên cái dọc đường đi bên tay phải chỗ ngay cái đèn nhà tư ấy. Đấy thì có nghĩa là người ta phải qua một cái chặn cái đó, rồi sau qua cái chặn cái đó thì nó giảm một lần, rồi sau em thấy là về phố phường lại không cái máy cái đó nữa. Rồi từ đó các em thấy ví dụ như ở trường này, đúng không? Cũng có một cái máy cái đó ở cổng này, hay là ví dụ đi về khu dân cư nhà thầy chẳng hạn, ở ngõ này cũng có một cái máy cái đó. Tức là người ta giảm dần qua các bước, và cuối cùng là đến về hộ gia đình nó chỉ còn là mấy ạ? 220, đúng không? Và nếu mà gia đình đang cẩn thận thì ta dùng dầu nạp IOA, nó là cái nạp cuối cùng, đúng không? Để cho nó ổn định nhà nạp. Đấy, thế thì trong phần này thì muốn nói với các bạn là cái ý nghĩa quan trọng nhất của cái máy cái nạp đó là dùng trong cái việc để truyền tải năng lượng sai, đúng không? Đây là các bạn hãy cùng làm này. Mọi người vẽ hình chưa? Được rồi. Giả sử từ nhà máy, giả sử từ nhà máy phải truyền đi một công suất là P đến nơi tiêu thụ. Hai chấm P là ký hiệu là P nguồn này, không bằng P nguồn này nên Y tốt phi. Và giờ đây ta sẽ rút ra được là Y P nguồn trên P nguồn tốt phi. Y là cường độ dẫn trong điện chạy trên đường dây, và cường độ dòng điện chạy trên đường dây chạy trên cái dây dẫn, chạy trên dây dẫn. Như vậy từ đây ta suy ra là công suất hao phí trên đường dây công suất hao phí đường dây. Để phân biệt cái công suất thì người ta công suất hao phí thì người ta hiểu là NHP, nó cũng là công suất nhưng mà nó mang ý nghĩa là hao phí, nó là Y bình nhân R. R ở đây là điện trở cái dây dẫn truyền tải, đúng không? Thì em thay Y vào đây nó sẽ được là P bình
Đây các bạn đứng ra cho luôn cái proxy, giả sử như ta lấy proxy non khẩu thì chúng ta phải biết lại. Trong các bạn này ta sẽ cho là cái vậy coi như là u nguồn với như là cùng khác nhau, đúng không? Nhưng mà nó sẽ là cây nguồn trên u nguồn vì nhân b rồi. Đó. Và phải nhắc đi nhắc lại là cái quê nguồn thì không được phép tạm. Bởi vì tôi đang cần phải chuyển nó đến chuyển công suất đi, đúng không? Tôi đang cần để nâng một cái động cơ hay làm những cái gì đó cung cấp điện cho một khu tái định cư, đúng không? Thì cái điện năng nó chuyển đi nó không được phép tạm đi. Tôi cắt đi tức là người dân người ta đã thiếu điện, đúng không? Cho nên là đây là gì? Tôi chỉ tìm cách là tôi giảm hao phí. Đấy. Thế bây giờ này, chúng ta là để giảm công suất hao phí trên đường dây có hai cách. Cách một là giảm R, giảm R đây để cho nó hình thức luôn. R thì rho, R thì F. Cách hai là tăng độ định thế là tăng độ. Cái hai là tăng độ. Ơi Lên đường dây trước khi truyền tải điện năng, người ta thường làm công việc bắt buộc trước khi truyền tải điện năng đường dây, người ta thường làm công việc bắt buộc là tăng điện áp. Là tăng điện áp. Cái việc mà ta tăng điện áp càng lớn thì cái hao phí nó càng nhỏ,
đúng không? Nhưng mà không phải là ta cứ muốn tăng đấy là ta tăng, bởi vì nó còn phụ thuộc cái máy nó tăng, đúng không? Ta muốn tăng nó lên 100.000 lần thì cái máy nó tăng, cái máy biết thế nó tăng, nó chỉ có khả năng tăng được đấy, đúng không? Đấy, tùy theo cái việc mà tăng nhiều ấy mà cái kích thước của máy biến áp em thấy nó cũng to nhỏ khác nhau, đúng không? Ví dụ như cái máy ổn áp loa của gia đình chúng ta thì nó cũng chỉ cỡ cái thùng nước thôi, đúng không? Bình nước lọc thôi. Đấy, còn ví dụ như ở các phường này các trạm thì các bạn thấy cái máy biến áp nó sẽ lớn hơn, thấy chưa? Đây, thế thì bây giờ ta vẽ lại, bây giờ ta sẽ vẽ lại cái sơ đồ truyền tải năng đó, sơ đồ truyền tải năng này, cái máy biến áp, sơ đồ truyền tải năng này, máy biến áp. Thế thì bây giờ ta cũng có được nguồn này. Trước đây mà nói đến điện lực ấy, đối với những người làm ngành điện cũng là, bây giờ theo thầy biết là điện lực thì người ta chia làm hai mảng đúng không? Phân phối truyền tải với lại phân phối, tức là một bên là làm kỹ thuật, tức là mang vai trò là làm dẫn điện truyền từ nhà máy. Hai công ty khác nhau đúng không? Đó, các công ty gì không? Tức là công ty truyền tải với điện lực, truyền tải cung cấp cho điện lực, nhưng mà công ty bán điện điện lực là bán điện đấy. Điện lực thành phố là nó là chỉ mang tính chất kinh doanh, còn truyền tải tức là người ta làm kỹ thuật, tức là người ta dẫn điện từ nhà máy đến các thành phố đấy, tách là nó hai quản lý đường dây với các trạm vậy đó. Không thì phát hiện ra đúng điện lương phải cao đấy. Bây giờ sao ta đang cứ đúng vào máy tính không không cần được nữa mà. Chưa sơ khi không được 27 không nói đâu. Cố làm gì có điện không? Nhiều. Nhưng mà sơn tập điện. Không. Máy cái điện phải lại được. Mới học phải làm kỹ sư điện nên làm tập điện. Thế thì bây giờ đầu tiên này. Đây tất nhiên là phải có vẽ hết các cái máy chậm thế nào, nhưng mà thầy chỉ vẽ một cái là đầu vào, một cái là đầu đi, một cái là đưa lên và một cái là đến nơi tiêu thụ rồi nha. Đây là cho nó còn một cái máy thế nào, đây là máy, cái máy thứ nhất ở đây nó sẽ là máy tăng áp. Đây là cao nó tiếp tục và để cho nó tăng áp này. Đến nơi tôi thì ở đây là lại ôm được cái máy giảm áp. Không có đó tức là điện áp từ nguồn này, điện áp từ nguồn đầu tiên là con cái máy tăng áp này, rồi cho lên đường dây này, cho lên đường dây thì khi đến gần đến nơi tiêu thụ điện thì sẽ cho con qua cái máy giảm áp, đúng không? Còn một cái hay mấy cái nữa. Mày làm bé quá anh đi. Khi mà người ta truyền tải điện năng thì người ta sẽ quan tâm đến đó là hiệu suất truyền tải. Thế thì ta sẽ đề cập đến hiệu suất truyền tải tính nào, đúng không? Ví dụ như hiệu suất truyền tải điện năng là 80%, có nghĩa là nhà máy truyền đi là 100, đến nơi nhận được là mấy? Hao phí trên đường dây là 20, đúng không? Đấy. Thế thì từ đó ta sẽ có một cái thần gì? Đây có mấy cái chú ý như sau này. Từ N1 sang N1 đấy ạ. Bên tăng áp ạ. Đây cái này K là hệ số máy tăng áp. Hình cái K lớn 1 tức là N1, đây là máy tăng áp. Bé tức là K này ta đã định nghĩa nó sẽ là N2. Thứ nhất này,
Đầu tiên nó là cái hiệu suất truyền tải điện năng. Hiệu suất truyền tải điện năng. Hiệu suất truyền tải điện năng. Như vậy là thì công suất truyền đi từ nguồn là P nguồn này. Đúng không? Công suất ở nơi tiêu thụ ở đây là ví dụ là P tiêu thụ là PTT. Thì đương nhiên là công suất ở đây nó sẽ là bằng gì ạ? Công suất nơi nhận được này chia cho công suất nơi truyền đi này và nhân với bao nhiêu? 100%. P tiêu thụ là công suất nơi tiêu thụ. Nguồn công suất nơi chuyển đi là công suất nơi chuyển điện, đúng không? Tức là công suất từ nhà máy, công suất của nhà máy. Có hiệu suất truyền tải điện năng thì sẽ có hiệu suất hao phí, đúng không? Theo các em thì hiệu suất hao phí như thế nào? Hiệu suất hao phí khác là tất nhiên nó là một chuyện khác. Còn nếu mà em tính được công suất ấy, thì em sẽ lấy cái công suất hao phí nào? Tức là xem hao phí nó chiếm 30% mà. Đúng rồi, em đã về trên tên rồi. Tên quần. Ở đây mọi người nhìn thấy luôn nhé, nhầm luôn này. Cái delta P này mọi người thấy chưa? Bây giờ chia cho P nguồn thì nó sẽ mất một lần P nguồn đi nhỉ? Thì vậy ta đã được cái công thức ở đây là H7 bằng P nguồn trên U nguồn bình phương nhân R nhân 100%. Cái này là cái công thức tốt nhất để khi ta làm bài tập về cái phần hiệu suất truyền tải điện năng. Tức là thông thường những cái bài mà tính hiệu suất truyền tải điện năng thì tôi lái nó về cái bài hiệu suất hao phí. Tức là người ta hỏi đi, hỏi truyền tải điện năng nhưng tôi sẽ tính hiệu suất hao phí. Tại sao tôi lấy 100% hiệu suất hao phí? Tại sao em lại đưa về hiệu suất hao phí em tính? Bởi vì đây em nhìn như này này, P nguồn là không đổi này, điện trở giả sử nhưng cũng là không đổi này. Thì hiệu suất hao phí nó thì lại nghịch với bình phương điện áp, đúng không? Bây giờ nha. Ví dụ như là bây giờ nhà máy tôi đang truyền đi điện áp là 2 kV thì hiệu suất truyền tải điện năng bây giờ của tôi nó là chẳng hạn như là 83% đi, nó là 83%. Bây giờ tôi phải tăng cái điện áp từ nguồn lên là bao nhiêu để cái hiệu suất truyền tải điện năng bây giờ của tôi nó tăng lên 97%? Giờ tôi muốn tăng hiệu suất, hiểu không ạ? Nếu mà nguồn mà truyền đi nó điện áp là 2 kV thì hiệu suất truyền tải điện năng là 80%. Nếu bây giờ tôi phải tăng điện áp bao nhiêu để hiệu suất nó tăng lên 97%? Các bạn có nhầm được không? 1.08 tăng 1.08 rồi. Đây này, mọi người nhìn vào công thức này. Mọi người nhìn. Bây giờ các em nhìn nha, nhầm này, nhầm nhá. Nếu mà hiệu suất là 83% thì hao phí của nó là mấy? 73% luôn. Cho số sẽ nhầm. Thằng này là mấy? 27%. Đúng không? Nếu mà hiệu suất là 97% thì hao phí là mấy? 3%. Thế thì hao phí như vậy là so với lúc đầu thì hao phí nó giảm bao nhiêu lần? Hao phí lúc sau thì so lúc đầu như vậy là so với cái hao phí lúc đầu nó giảm đi mấy lần? 9 lần. Nó giảm hao phí thì 9, hiệu suất hao phí giảm 9 lần thì U nó phải tăng mấy lần? Hiệu suất hao phí mà giảm 9 lần thì U tăng mấy lần? Đúng rồi. Thì vậy cái thằng này nó sẽ là mấy? 6 kilo. Nó có nghĩa là khi em đưa về cái hiệu suất hao phí, đúng không? Thì ta nhầm nó dễ thôi. Đúng không? Đây, cuối cùng là độ giảm điện thế thì mình đang biết. Ở đây ví dụ như nguồn nhá. Chẳng hạn như U nguồn là chẳng hạn như là 240V này thì cái nơi U tiêu thụ ở đây nó chỉ là 220V này. Nhưng mà nghĩa là khi nó chuyển từ nguồn đến đây thì điện phí nó đã tăng hay giảm,
nó tăng hay giảm ạ? Nếu mà thầy gọi điện thế là nguồn là 220V, 240V này, đến nơi nhận được là 220V này, thì khi nó chuyển từ nguồn đến nơi tiêu thụ thì nó đã giảm đi mấy vôn? À đúng rồi, nó giảm đi 20V. Thế thì cái 20V này người ta gọi là độ giảm điện với cái đường dây. Và cái nguyên nhân nó là do có điện điện trở. Thì ta sẽ ký hiệu thêm tao là độ giảm điện thế đường dây thì em phải tính là bằng Y nhân với gì nhỉ? R hoặc là bằng U nguồn từ đây. U tiêu tiêu thụ. Anh nhá, độ giảm điện thế đường dây. Tức là khi mà điện truyền trên đường dây như vậy là điện thế nó bị giảm được cái lượng là delta U. Delta U tính là bằng Y nhân R. Và nó cũng có thể tính là bằng U nguồn từ đi U tiêu. Đây, ta sẽ làm nhanh cái bài số 1, số 2. Đây. Đọc này thì các bạn quen được U nguồn như nào. Cái phần này hôm sau thứ năm là thời gian cái phần giảm sử dụng cái phương pháp chuẩn hóa số liệu để đào tải cái bài chuẩn đại năng nha. Tức là gắn những cái đại lượng, những cái hàng, những cái đại lượng trong bài toán nha. Là gắn những cái số cái trên gắn cái đầu TV ra sao cái đầu kia đầu pin á, tức là cái TV của em là điện áp nó là 1000, điện áp định mức là 1000, và bây giờ em cắm không mấy nó làm sao được nhưng mà không chạy thì em bé định mức còn không mấy chục vôn á, mấy chục vôn được. Cái điện thế nhỏ thì không hẳn là nó không nguy hiểm mà nó còn phụ thuộc cái điện trở. Cái điện thế nhỏ mà cái điện trở nhỏ thì cái dòng vẫn là lớn, đúng không? Cái dòng lớn thì khi em chạm vào của bản thân cơ thể người nó là cái điện trở, nó sẽ gây ra cái điện trở như thế nào. Khi nào mới đổ? Hả? Khi nào mới đổ? Bị đổ thì nếu mà trong thông thường là nó bị hoạt động quá mức, tức là ví dụ như em điện áp của chẳng hạn những cái đồ Nhật Bản em mua về ấy, đầu Nhật Bản hay là máy nghe nhạc nó chỉ có 110V mà em cắm vào cái điện áp của ta 220 thì nó vẫn nó hoạt động được trong thời gian ngắn, nó cháy mà nó gần như cháy lập tức. Rất là nhanh toàn cắm đồ gì còn cái điện nó đổ rồi không quá nữa không là đây tháo quên ta không quên cắm cái đổ mẹ quên như thế nào khi em làm khi em ăn cái đồ điện nha em phải cẩn thận. Một là đầu tiên là mình không biết phải đọc kỹ các thông số yếu thần nắm qua cái máy tính mà nó cắm mày có bị sao không? Không cái nào không có não được không giật được mày nổ đỏ đấy. Đây nha. Đấy đây này chỗ mỏng có một này. Đọc lên đây này. Người ta là bốn đó bạn. Nào, mọi người nhìn nào. Câu 1 là người ta truyền một công suất điện là 200 kW từ nguồn. Truyền một công suất điện là 200 kW từ nguồn, tức là công suất nguồn đây là mấy ạ? 200 gì nhỉ? 200 kW này. Bằng điện áp đúng không? Từ nguồn có điện áp là 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20V. Coi hệ số công suất truyền tải bằng một tính độ giảm thế. Thôi. Như vậy em đọc lên các em tóm tắt cái này. Công suất từ nguồn là mấy ạ? 200. Từ nguồn đây là mấy ạ? 5000. Đúng không? Công suất đồng hồ thì thấy biết là điện trở của đây là mấy? 20. Đúng không? Công suất thì cho bằng 1. Đúng không? Thế bây giờ người ta yêu cầu em tính điểm độ giảm thế trên đường dây, đúng không? Bây giờ muốn tính độ giảm thế trên đường dây thì em phải tính dòng điện chạy trên đường dây, đúng không? Mà muốn tính dòng điện trên đường dây thì ta có là gì ạ? P nguồn bằng gì ạ? U nguồn nhân Y nhân mũ phi. Đấy, như vậy em tính là Y sẽ bằng này. P nguồn đây là 200 kW, em đổi ra là 200 nhân 10 mũ 3. Y ở đây là 5000. Y là mấy? 40.
chia R 800. Bộ giảm đến thế gần đây này. Là người nhân với máy ảnh, nhân với hai người, cái này là máy ảnh 800. Vậy thì điện áp mọi người nhận được là mấy? Điện áp mọi người nhận được là mấy vôn nhé? Nặng à 4200. Rồi. Nhận được đúng không? Cái câu 2 có tính này được không? Có. Có. Cho công suất từ nguồn là 10.000 ạ. Và chuyển đến nơi hiệu suất là 90%. Công suất hao phí 10.000, là nếu mà hiệu suất là 90% thì hao phí nó sẽ là mấy? 100.000. À cái này là còn là kilo nữa không? Đúng không? Như vậy nếu mà hiệu suất là 90% thì hao phí nó là mấy phần trăm? 10%. 10. Như vậy là em lấy 10% của cái công suất từ nguồn này. Là 10.000 Câu 13. Nó người nhận đây câu 13. Câu 13. Ngày nghỉ lắm. À. Hiệu suất lúc đầu là 80 đúng không? Hao phí là 20 năm 42. Còn nếu mà hiệu suất là 95 thì được chưa? Rồi phần này về nhà các em làm 2 cái câu đầu nhá. Để có ăn không thì câu 4 là 2 người sẽ hiện tại nhá. Với đại diện tham nhá. Nhớ là chúng ta có giải quan trọng nhá. Nào có thể. Chúng ta có thể là cái bài toán bài toán chuyển lại hàng này. Cái phần đằng sau đó là chúng ta Eo thời.